Xin được cảm ơn chủ đấu tuần này quý quý đã có mặt trong chương trình đầu tiên tuyển chọn giọng nam ca hay miền Tây với chủ đề Hãy nghe tôi hát. Và lần đầu tiên cho phép anh em xin được thay mặt cho ban tổ chức của chương trình xin được gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc cũng như chương trình tối đêm nay lời kính chúc sức khỏe và chào chúc 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 mừng. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được tổ chức tại phòng trà ca nhạc Phúc Ban Chiều dưới sự tài trợ của siêu thị Ánh Quang Lasa, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Bạc Đá Quý Ánh Sáng và vợ chồng anh chị Quý Thủ. Và quý vị thân mến, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho tất cả quý vị có niềm đam mê âm nhạc có thể thử sức với mình cũng như có cơ hội giao lưu học hỏi cùng chương trình, và nên ngày hôm nay cũng như hàng đơn vị chương trình chúng tôi đã tổ chức lên cuộc chơi này để các quý vị có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình thì em xin được thông báo lại tỷ lệ cuộc thi của chương trình như sau. Chương trình của chúng ta mỗi tháng có 4 vòng thi tuần, mỗi vòng chọn ra một thí sinh với số phiếu bình chọn cao nhất, và ban tổ chức sẽ chọn ra thêm 2 thí sinh trong 4 vòng tuần cùng 4 thí sinh nhất tuần vào vòng thi tháng. Và tại vòng thi tháng thì 6 thí sinh nhất tuần lại tiếp tục tranh tài, và ban giám khảo sẽ chọn ra 3 thí sinh với 3 giải nhất nhì ba để đưa vào vòng chung kết năm, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay, cuối năm nay quý vị. Và các thí sinh có thể biết thêm chi tiết thông tin và có thể lên trên trang fanpage của Phúc Ban Chiều và trên Facebook đọc và tất cả các người lên chúng ta cùng tham khảo. Và kính thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình thì một thành phần nữa không thể thiếu trong mỗi cuộc thi đó chính là những người cầm cân nảy mừng. Hãy xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và thành phần ban giám khảo trong cuộc thi ngày hôm nay. Và đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Lương, nhạc sĩ, giảng viên trường cao đẳng cộng đồng Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lệ, nhạc sĩ, giảng viên trường cao đẳng cộng đồng Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Vương Hoài Phúc là thư ký ban giám khảo ngày hôm nay. Đâu rồi anh Phúc thôi ạ. Thư ký cứ đứng lên cho mọi người xem mặt nha. Và kính thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình thì ngay sau đây em xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai vị ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng tiến về sân khấu để nhận những đóa hoa tươi thắm từ chương trình trong buổi chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai vị. Và xin được mời anh Đức Trung, vị ban tổ chức sẽ tặng hoa cho hai vị đồng.
mừng thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thắm vừa hoàn thành nhiệm vụ mình. Và quý vị tiếp nối chương trình, phần thi tiếp theo sẽ đến với thí sinh Trịnh Đức Cường đến từ Vị Xuyên với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Anh Cường và nhạc sĩ mang tên Tìm Lại Người Xưa Người Bị Tàn Nhẫn. Yeah.
Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình trong buổi chiều tối đêm nay, xin mời các quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Điện Tình, với phần dự thi của thí sinh Quang Mỹ Châu đến từ thành phố Sơn Trà. Và thí sinh Nguyễn Quang Phú chuẩn bị như vậy. Thank you.
Thì từ khi tối đến nay của chúng ta đã đi được gần tới đích rồi ạ. Còn hai thí sinh nữa thì chúng ta sẽ khép lại chương trình thi tối đêm nay để chờ đợi kết quả đến từ ban giám khảo. Và tiếp nối chương trình xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng Thôi Du Thịnh Lê, nhạc phẩm Khúc Huyền Dung, với dự thi của thí sinh Nguyễn Văn Phú đến từ Huyền Xuyên. Và thí sinh Nguyễn Thanh Truyền chủ trì hội đồng. Thank you.
Cảm ơn quý vị. Ngay sau đây là thí sinh cuối cùng trong cuộc thi tháng ngày hôm nay. Và với thí sinh đầu tiên cũng như thí sinh cuối cùng thì tâm lý cũng rất là nặng quá quý vị. Bởi vì đó thì xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nhiều để cùng kích động cũng như cổ động và tinh thần cho thí sinh cuối cùng ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị. Dạ, một tràng pháo tay dùm em cho nó một tiếng nó thêm xung động hơn đi ạ. Và sau những tràng pháo tay của tất cả quý vị sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. À, để phóng định mang tên những lời này cho em với thí sinh cuối cùng của cuộc thi đêm nay, Nguyễn Thanh Truyền đến từ thành phố Sóc Trăng. Thank you.
truyền vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và kính thưa quý vị, sau khi kết thúc chương trình thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta tạm giải lao trong vòng 15 phút để đợi ý kiến của ban giám khảo để chúng ta lựa chọn ra ba thí sinh xuất sắc nhất với ba giải nhất nhì ba để đưa vào vòng thi năm vào cuối năm nay tháng 12. Và ngay sau đây chương trình giao lưu theo lời từ ban tổ chức thì 15 phút giao lưu chắc là hát được 2-3 bài thôi quý vị. Và theo lời yêu cầu thì em xin được kính mời thính hát của chú Quến sẽ đến giao lưu cùng chương trình. Dạ một lần nữa xin được kính mời thính hát của chú Quến ạ.
như là sữa chua cũng chảy từ miệng. Thank you.
chị Tô Minh là xin mời các chị Yến Anh. Thank you.
xong rồi một hòa bình mình trao lại mình nhận phần thưởng sao không? Dạ. Bây giờ xin được công bố ba số điểm của ba thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi ngày hôm nay với số điểm là 35, 36, 37 trên lập nhau điểm của quý vị. Dạ công bố luôn nha. Hồi hộp quá. Em không có thêm nhắm em chỉ là MC ra em công bố mà em hồi hộp dùm. Dạ bây giờ em xin được. Hả? À, sao vậy? Hiểu vậy? Ủa con hết hồn hồi con đọc được vậy bây giờ. Dạ bây giờ em xin được công bố giải ba trước nha. Giải ba có số điểm giám khảo 1 17,5, giám khảo 2 18 điểm. Tổng số điểm là 35,5. Xin được chúc mừng thí sinh đạt giải ba trong chương trình ngày hôm nay. Thí sinh Nguyễn, hai họ Nguyễn phải không ạ? Em làm gì em hoài hợp như vậy? Thì mà mình phải chuyện với tinh thần mới nhớ, mình mới kỷ niệm phải không? Rồi giải ba xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thanh Chuyên. Chào liền luôn anh, sao để lát chào luôn được. Rồi mình chào liền thì thôi, xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thanh Chuyên đã được giải ba tháng và sẽ hẹn gặp lại em trong một thi năm cuối năm nha. Rồi em đứng xin xin bình bình bạn đi ha. Rồi. Rồi bây giờ em xuống đây giùm anh đi. Rồi cho anh lên đây đứng ghế bên đây xíu. Rồi, xin qua xíu nha. Lát được mình nó lên đứng chung. Và kính thưa quý vị, còn đây chính là hai thí sinh một nhất một nhì trên gương mặt chị hôm nay sao giờ? Chị muốn mình giải mấy? Xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị đã đến có mặt cổ vũ cho các